Xin kính chào các bạn nhé. Chiều nay tôi gấp áo tơi tăng thêm phần thu nhập của bạn nhé. Đi đâu? Ngồi đây để ai nói chuyện với mẹ hả? À? Hả? Sao nữa? Ngu mà đi. Để xong là không ai làm sao người ta đổ tự lọ tới kia. Ngang từng chành tự lọ tới kia. Tội gì? Tội gì? Lấy để cho chồng đi làm tội gì? Cho đi làm thì khi nào ấy thì nó về cho đi khám. Có gì rồi. Không có thì không về thì thuê taxi ra đấy. Hả? Nhiều ít đâu, bây giờ có con cái đâu phải chú kén. Con cái không thu kén thì đừng có con. Giờ vợ ở nhà là không lương rồi. Con nhạc to nhỉ? Trình bố mồm to quá. Không nói thế nó mới hả? Qua là uống rượu đâu. Qua không uống rượu nhưng con lên trên đó không uống. Cô đi đâu về về muộn thế? Chắc nó nhấp nhò nhấp nháy à? Xin lỗi, đây bảo về là xin lỗi về đây rồi. Bố lại ra làm gì? Nhưng mà vừa đi về làm gì mà xe làm gì? Các bạn
về đi. Ngồi sang bên này. Rồi, mở miệng hơn chút. Ăn riêng, và chén cho ăn riêng. Cái hôm chúng mày ăn cơm riêng thì ăn ở đâu? Ngồi ăn ở đâu? Hả? Sí. Hàng sinh rồi bạn. Nhưng thằng nó vừa đi về sao mà rồ lên. Xe máy nó vẫn cứ đi làm sao mà xa mà bệnh. Hả? À, thôi chứ sao cũng phải ý là không thể đằng ngoại được, có thể đằng nội. Và ừ, cái đấy thì là tất nhiên ở nó xa là đằng ngoại. Cãi nhau mấy con á? À, thì cãi nhau một chuyện á? Chiều có mưa đấy. Hẳn gọi điện cho mình. Tại đó. Không phải thật. Uống một ống thì chưa. Ta uống gì, uống nắm thế không biết.
thịt không ăn thịt của vợ chồng con á. Lâu chưa? Lâu chưa? À, ngày xưa cũng bị một lần nữa chưa? Ai về hệ trùng chính à? Nhà nhà nó đấy. Mình đặt trước sau về đằng nội thôi, ở ngoài còn các cậu các mợ. Cũng phải về. Mẹ con thì thôi, bác sĩ là thôi, mẹ thôi, mẹ thôi được chứ con thì
Thì ô thế vứt tẹt cứ tệ ở cái cạnh cái chỗ cái ấy đấy. Nó mà gãy hết. Không, đang bảo bố vứt ở cái cạnh cái bố nào mang? Ai mang? Bố. Con mang mà. Bố nhiều không? Gãy hết, cầm hết. Sáu mươi nghìn đấy. 60.000 cái ô đấy đấy. Tí nữa hơi gì. Mẹ, có 60.000 mà. Là mẹ mua được rẻ. Có to như thế mà. 120.000. To nhưng mà nó cứng. Cái này cứng. Nó mềm. Cứng đi được mấy hôm học. Trước học đại học trên Sơn La. Nhiều nhà có cái ô đẹp lắm cơ. Ô đẹp có bao nhiêu tiền? Coi cái ai đấy. Chiếu ai biết ai đó. Sớm quả tối bắt người đi sang uống rượu. Bây giờ 6 giờ chuồng. Có lúc về tôi không dám có kiểu lắm. Chắc có đầu mật thừa hả? Chưa lúc phá đào mang hẳn cho tôi một đĩa thì chó gần đủ. Kìa mang để làm gì? Không sao. Nhà ai? Hai vợ chồng cô Điều ngồi. Xong lại về lại bọc một bọc cho ông mang về. Thế lại bọc một bọc mang về cho chắc cho bà về. Cố tình. Cố nửa
ăn uống tấp nập dễ được. Được ăn hơn một giờ rồi. Ừ, biết rồi, cuối cùng đến thôi là muộn, mình biết điều chỉ muốn chiều đến sớm tôi mới mất ngoan lắm vì thì tôi dám thì vì đứa trẻ đâu thì chết thì lúc đấy trả lại cái người thì biết sẽ lại đến cậu. Nhà nó lắp sao nó rớt, tao nói từ lúc ăn xong nhá, chẳng có hổ mưa nào. Ôi, nó bảo mưa gì cũng mưa nha. Mưa phải được lâu. Mưa gì, đã nhiều gì. Mưa biết nó tốt thôi, nhưng mà đến chị em gái thêm này thì đeo gì. Nên mấy thằng anh rẻ, à, anh vợ rẻ lưng ngang đi lồng chó như là lồng đi quán kia làm. Cô Nhiệm bảo chị Nga mà đến trưa làm hết việc nhà thì à Nga bảo tao ở nhà tao còn dọn dẹp này. Chắc lúc đấy là phải 7 giờ nó mới vào. Hơn đấy. 7 rưỡi. Đấy hơn thì giờ. 7 rưỡi. Mình đưa đi mẹ phơi xong rồi đấy. Cô bảo về lấy bảo xin lỗi. Bây giờ thế nào? Lúc đấy mình gần 8 giờ. Đấy, ngủ rồi. Xong cô Điểm cô bảo là ôi giời, có một chị Nga phải có một nhà dọn hết phòng ăn uống dọn thuốc em dạ, đến rồi. Xếp đến trưa đến thì ô đến trưa vào thì ok thế là cứ để dễ nhặt thì công việc mình xong rồi sao còn dọn nó cái đầu cô ấy dọn bảo chắc là cháu nó chưa đi ỉa hả. Lúc tôi ấy rồi thôi lúc này để bọn trẻ cứ sang đây cứ nước đi sang uống nước nó dọc chỗ rồi là biết gì bên này uống củ tỏi nó là lúc căng mặt cũng thế nó uống tỏ củ nước căng mà nó thuộc mà phát căng là thì làm gì mà thế nó cái mặt nó dọc. Có ngan này có gì có ngan hay gà ấy có đây là dạy là nấu canh nấu ăn đấy bà ấy mấy thằng con nấu gì mình thế là tôi bà chờ cái in oản của bà sôi nó bốc hơi chảy nước rồi các ông chuông ông in ông ấy đơm bộ rồi những cô điều bảo ra bảo cái lồng nhà tôi to lắm có người trẻ để có điều nấu lồng tôi là sao được tấm đĩa sôi. Lòng tôi có một bơ phải đến đâu sôi ngon nhỉ. Thế mà hôm nay sôi ngon sao ăn hết mà ngon mà ngon cứ lấy đâu bảo làm gì mà đậu mới đổ thế nó mới được thở được nhá. Tôi không ở giữa con suốt xong nóng vào ăn nó nóng chính của chú Tuấn chú cái kiểu ấy chú lúng túng lắm ô mấy cái mà có. Cô Điệp bảo khổ thân là sao em xấu lo. Em mấy hôm cỗ mà mấy hôm trước chưa mua sắm gì đấy, đêm qua đêm này đã thịt cho chó chưa hết rồi đấy. Và đêm nằm em không ngủ được. Cô chú cỗ mà đêm nằm không ngủ được. Và hôm tới bạn nó mì mà ăn nhạt chắc chú Tuấn và chú Trọng. Thế còn nhạt cái gì qua ăn thế là vừa rồi. Tiếp để hướng dẫn cho nước nhau qua trong chim mắt. Hôm nay ăn là vừa. Vừa, nay vừa. Ăn là vừa. Bây
con thì nói cái này mà hôm qua là con cháu là mày ơi, người là tôi một người chê là được, sợ này chín người chê thì đấy nó không được, nó là nhạt, cái lúc mình ăn nó không chỉ nhạt, có nhất là nhạt cái người ăn mặn thôi, chứ cái này ăn ăn uống được. Họ chê Du Tuấn mà hôm qua thái nhỏ thì chẳng thái, dưới yêu cầu cái to nói đúng là mình thì ăn thế nào được, nhưng các cụ là nói đúng là nó hơi gọi là khó, nhiều cái miếng mình ăn vào nha nó cũng nhai nha nó cũng khó nổi. Không, cái loại này nhà chú, con này nhà chú ngon. Cho ít rượu trắng vào thì nó bổ hơn. Ngày ấy thì có quả thế, bọn người nó quýt lên thiếu mại đấy. Đấy, người nghĩa to luôn. Không biết có hết không? Hết sạch mày lên rồi nghỉ. Thế chú bảo như là lòng dưới thì kia. Tôi bảo lòng dưới thì trên này nó là chín cân. Tôi không bảo như là bảo lòng dưới thì trên nó chín cân. Đấy thịt trâu nó có 3 lạng 2 thôi, 3 lạng 3 lạng 2 mà thế. Nếu mà cái đình giảm như cái này, cái gỗ của đình nó chỉ được nửa lạng. Nói chung đây thoải mái lắm. Cái thịt đào măng chút phải lắm, được nó cái bộ thịt nó mỏng như từ giấy bút nhỉ. Lúc vào xá đào vào trong này là chúng tôi chả ăn thì ghê ra thôi, chứ đây nó giật ăn nào. Thì cái thằng con nhà ông nhất là bỏ ôi chỉ đồ gọi là hai lạng thôi, bỏ lạng thoải mái. Một lúc đầu tiên vào bát to mà ở cho bát to trong sáu hơn nữa. Đó, mà hôm xưa là sao ông toàn phóng rau? Ờ, thì có đúng là rau ngon mà. Đúng đầy. Nhưng quan trọng là cái người kia phải đều, rau đều ra. Nhưng ông dành rau 5 miếng thịt thì ai người ta. Nếu mà cứ giải rau dưới họ đưa ra cái này thì không? Ông bảo ăn rau ngon mà. Cho loa to này rồi ừ, cho loa to này cho loa bé để nó mở đến hai lô. Nói một cái loa của cái thằng năm cái loại loa là không ít nữa. Mà mình đi ăn gỗ thì có cái bỏ bỏ bao nhiêu cũng bỏ lại. Thế cái loa chú để cho hút cho bạn mấy người đấy. Đấy còn loa mà to hơn loa nhà tôi. Ừ. Đấy, loa nhà tôi đây này, con loa bác loa giống vật bình đá rồi thì rồi đấy thì chất chất loa rồi đi mẹ đầm gần đấy dưa đầm mưa tã cứ từ lúc vậy 10 giờ cho đến à mưa từ lúc 9 giờ cho đến tận 12 giờ à 11 giờ về khổ. Nếu là ăn lần xong thì bắt đầu cái phần đấy chiều đã có một mưa đi học rồi chú được lọc quá ngồi mặc cái quần dài và lên được tiếp khách. Toán á mà còn cặp quá. Đeo thì cũng rồi. Mấy thằng cháu nó ngồi thủ đồ trong này. Tí chú này thế mà cái đợt trước không thế. Thế con lắn hắn ra thịt chó mà lại quét. Quét chứ cái gì gì làm ra chờ. Còn thằng Dũng ấy. Thằng Dũng mới biết. Mưa còn nó cũng kinh rồi. Đeo là mưa suốt. Ừ, nó ngớt, nó to, nó ngớt, chẳng như nó ngớt gì đâu. Mưa thế đấy, ăn uống nó tà, mát. Lúc nó yên vị thì ngồi không sao. Và như là lúc nổ lông ngang hay nào. Có lúc nổ lông ngang thì nó sao. Đấy bé. Đấy. Đang vào lúc nổ lông ngang là mưa thế thì nhục. Với Tuấn là cấu mẹ rồi, nghe lắc đéo mang được ngọn vào. Và đừng đi
tôi. Thế thì cô Điềm cô bảo là hay là bảo anh chị bác trưởng mang em về mượn cái lồng. Và lồng nhà tôi to lắm, có bao nhiêu cho nó đủ. Lồng to không, lồng bơi thì nó đi thiệt thì đẹp thì nó lại xấu. Anh nhìn cái lồng quả của tôi đây. Ngày đấy tôi định mua cái lồng bé, thế xong mà mọi người ở chợ cứ bảo là mua thì mua cái lồng kia bé quá, mua cái lồng về nhà lại hóa to với chị đi. Đây, cái này. Cái này được nhưng mà cái giống này nó lại phải mình phải nén xuống, nó cắt cái khe múi múi kìa, không nén nó không ra gì đâu. Trong bơi thôi. Nó mất thủy. Chấp nhận là trong bơi thôi. Cái này nó mới được. Cái đợt nào nhà tôi làm đấy. Một bơ một đĩa đấy. Đóng điểm. Đóng ít. Quán. Điên tôi hôm nay thế là được. Phải đi mua bí về để nấu ở nhà có khay sọ thì nấu thì bí. Khay sọ thì thấy còn rửa xong cái đứng ba cu. Thế cho bà cứ gọt cái gì? Gọt thì cô Điềm gọi em cân là 8 cân. 8 cân. Chú bảo 8 cân thì nó toàn đất này, cát này, sờ thối gọt ra nhiều ấy. Thì cô Điềm bảo thôi làm tất đi cho nó thoải mái, một cái khoai sọ của nhà thực tế còn đâu thì tối không ăn à. Tối lại ăn. Bây giờ sáng tư truyền ở trên xã, bây giờ chiều nó về cứ quan. Ôi, phục vụ tiền hết đấy. Cô ngoài mình có mấy cái để bọc lo cái người xung quanh nhỉ. Để ông mình ấy. Lấy bộ tôm ai sao ở đằng cây này. Và to mà ngon ghê, nhìn mặn. Đấy có ông Từ đấy. Nên là chiếc cửa ghi giếng như thế. Mà bứt ở đỉnh à, ai dám bứt. Chắc là ngoài chẳng định tôm ra đó. Ai dám bứt trộn đỉnh. Sao ngày xưa mà ngày xưa mà nhãn nhủng ở ngoài đền này các đấy đây. Ngửa cái người. Thì theo anh có thể là một là này. Hôm mai nó lên phần mềm nữa đó. Đi nhiều khoa, anh đăng ký khoa nào cho những khoa đầu vào cho người ta kiếm đi. Lại đi về nhà thôi. Thì cô phải cái đường. Đi trong dây đi chết. Quẹt lắm một chút. Nhiều chỗ là đồi núi cao nhỏ lại phải đi nữa. Đi học đâu. Đi học đâu.
kia đó. Nhưng mặt đơn là xem điện thoại thì nó là hôm qua hôm nay là không luôn, nó cũng kiểu hôm qua là đồng cùng luôn, hôm nay thì đẹp, điểm hai bên trái, cô bằng ngoại cháu cháu ngoại toàn bên trái, cô cháu hai cô điểm điểm hai chắc là điểm hai toàn từ thật đa đi, cô nhiều thế, thế nữa, cô nói thế, đấy chú mà chiều nay sang cũng được tiếp. Nhiều 6 giờ chúng con tháng tối cứ sang được chơi mấy khi về thì gặp được như thế này cũng đi lắm kéo chỗ thì thích xây kệ chán phải chỗ rồi còn sợ cô làm còn không 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 ề hết là bà thấy tôi thì xác định chiều nếu có gì ai phải đi phải có đồng dư mà thì em ăn hết. Còn đâu ít nào chút cho là thằng ta ấy xong là nào thì thằng Mạc một bọc này, thì cô Sáu một bọc này, rồi không bọc là bọc dồn mà xong đấy ố chính ngồi lùi vào không, ngồi lùi vào trong đi chính ơi, ngồi lùi vào trong bố ngủ đâu mầm chút con uống cái chén rượu mà ông đùa với cái chuyện tu viện là này nó đặng này lặng cú ngâm cái gì vào cũng nặng, nhưng mà chặn cái hướng tín hiệu mà nó ngâm mà rất đầu nên vừa chặn cái đường ngọt, ngô quá uống nó không có không mà cái gì lắm mà còn cái thế hiệu nó thành uống như uống thuốc bắc, lâu lâu không uống, đặng quá ngàn lần rồi gì vậy, ngàn lần rồi thôi, đặng là được một cái ca mà nó đi nhất thì ca như một nhà mà không có gì nữa rồi. Đây là bạn không hết chỗ này thôi nhé, không muốn được nữa. Thế là mình đứng về về mình ngủ cho hai cuốn sổ hồ mình chạy để sao? Chờ người liền cuốn tốt hết, có lắm người liền. Người đi cây nghe người đến người ta này ngồi thời gian dài quá mình cũng tiếng rồi. Ông này phải không? Cứ từ đến những cái cho đến khỏe cứ một tiếng nó quen gần cùng lắm người công việc gì là mình phải ngồi một số một cái nào và bố ngồi được cái và bố chó chả nhà con tôi đấy thì ngon thì chả nha, nó mềm. Đấy đang nói là có 18 cân, quả là 18 cân. Là 10 mâm thoải mái. 10 mâm hôm qua, mà lại còn bớt lại 1 cân thịt nữa. Cháu bảo 18 cân mà làm 10 mâm thao đổi thoải mái, ăn được sao? Thế mà cái mình đáng nhiều khi cứ tự chủ cho bằng cân bạc mà mơ cuối cùng thì cứ thấy đâu thì chó nó rồi 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 thì là và biết một cái vai và cũng bạn thấy là thoải mái rồi đang quan tính là hơn sản phẩm của cô không muốn chạy cô không chạy cô biết toàn cái dạng những lừa đi ra nhanh nhanh nghĩ thế giống ba một tám sao tám đường sang tôi mới lồi ra là được. Cái này là con đi cho con đúng cả. Con để cái kè ra thì mất tiền của nó. Cục này đi đâu này áo. Không có gì cả. Kè. Thế khám về gì nhỉ? Ấm.
hám rồi lôi đi xong rồi đấy như là cho các ông du lịch kia rồi thì cũng ngồi tiền ít chứ nhiều cũng cùng hai trăm ngàn đấy, trả chưa con này càng ngày thêm tiền mà như vậy không? Bây giờ các chị ạ đang thiếu như vậy có cái bọn gì xong nhát như này. Cái này nó hình thức là nó thành tích để báo cáo sơ kết tổng kết cuối năm khi chúng ta cơ sở tuyên truyền vân vân, nó chung lợi cái mà gì lắm rút tiền mà nhà nước làm công tác từ thiện. Sáng nay thì ở trên cái chính trị của xã không nhiều nó về mình không muốn bố ba trường nữa bắt đàn coi làm cho mẹ về bắt được cái à khám mắt đấy ông để khám mắt nhiều bà thì đi xử lý về thì ngon này có bạn thì để lời hà thế rồi mắt nhìn chồng cái cửa thấy hai chồng đi một mẹ nhìn chồng thì một hai chồng ông tràn hay nắm nút hay tếu vui các bà lấy hai chồng với mình thì cũng đứng phản ánh thì vẫn lấy nhau ghẻ nó rồi nào ồ bức xúc ghẻ nó rồi đâu vừa thế thì có sao người ghẻ nó năm đứa con bức xúc nó bảo ông nọ ông kia thì cứ nhường nhau bây giờ bảo cái bà kia bây giờ tối ông mùi bà này tí nữa ông mùi tối sau còn bà kia bức xúc lắm rồi ông mù bà một tầng một bà hai tầng hai không chịu đâu cứ thế rồi các bà em nhau vẫn đấy thế mà hai một bà lấy được hai ông sao thế hôm nay mua đến gói thì thấy hai ông người phụ vấn nói chuyện với nhau người cười cũng tâm lý không ngọn nhiều kia tốt không lấy đó là đó ra phải tí cho lợn ối chú thì đối lại sáng đâu có hộ ăn đi lòng một lòng tôi có bụng làm như đầu dần cuối đâu cố cho số một hai ba rượu lắm mệt người chú bảo một cái này là bao giờ đấy cứ để làm là đặt xe lai nhau đây liền này có chú ở đây đấy đó tôi tại nên đi về luôn mua xe những người kia đâu cất còn cất đâu mẹ con ở xí nghiệp này ở Hà Nội về mua chỗ nào chỗ đấy cũng về rồi mua xe nó mất ngoài này quá con nhà liệu mẹ con chị liệu ở tận Hà Nội sáng nay về bố cháu về Mông mẹ cháu về Mường cháu mình kinh cháu có phải cái bà đây Hà Nội không bà hỏi cháu mày đâu bà đi mãi Điện Biên bà hỏi cháu cho là Điện Biên là bất thủy đấy chú thứ đi em sao được cùng chân rượu em chân rượu hay là ông thứ hôm nay chắc bà đã quen lâu rồi hay ở từ ngày quê ngày xưa bà bảo cháu bà làng thì bà gọi là đẹp hơn mấy bà kia tí phấn son tí bà bảo cháu có bảo là bố cháu người Mông mẹ ông người Mường cháu người Kinh bà cứ hỏi bà đây bà ấy tếu giỏi lắm không bà hỏi con mày cháu ở đâu nhỏ kia Bắc Ninh Điện Biên bà cho mở điện thoại bà cho xem là Bắc lên Điện Biên thăm hầm này cát đặc biệt như là nhỏ kia thì cháu bảo bố cháu người Mông mẹ cháu người Mường cháu người Kinh chẳng qua là cháu Kinh thì cháu đi làm nó chơi đi phụ vướng ở Hà Nội mấy các thứ bây giờ cháu để ra trên đấy mà cháu đi làm dưới này suốt đó thì mình kinh nữa ấy. Thế nhưng mà thì làm gì bà chả biết con rẻ bà nhớ như là con chẳng biết anh cái quần áo thay kiểu mình thay nhìn cũng con gà đáng rất bay bổng
đi đâu đây mà cứ lù xù lù xù như mấy mấy bà quê đấy nhìn chán vậy. Phải có eo nhất chị điểm đầu rồi là cứ nhìn mặt thịt làm sao luôn cái mặt. Ông Trần Gấm bảo, ông Trần Gấm thì châu bảo đàn bà thì đàn bà mà cứ nó phải có ba khúc thì đàn bà gì như thằng lì sân bay. Ông về là ông cái gì đẹp ông nhỉ? Ông già để làm cứ ai cứ trang điểm lại càng quan tâm như càng đẹp. Đi đâu cũng đẹp, đẹp, phải kiếm hướng được ra không? Ông thích đẹp. Tôi đi đâu đâu mà phải có tôi luôn. Mắc bò thì chết đi. Lâu lâu thì đứt cả tay, mắc bú cả tay. Cái gì vậy? Hôm nay hai bạn chọn cùng nhau để mua bán cái thứ ăn nó cũng chung nhau một cái đó đấy. Đỡ tối. Còn nhìn mua bán cái thứ ăn khó mua lắm. Hai anh em ăn. Đúng rồi người ta. Cái gì vậy của mình? Chị bố trường về làm gì á? Hôm qua mưa ướt thế mà. Hôm qua là sân mai đi năm rồi, không được năm thứ hai làm được. Có ba người bố làm, có cái tàu chiên của cái chồng nó làm nên nhường cho ba đứa con. Ba người bố là làm cái nghề ba đứa con làm để bé. Nhưng làm cái ăn rồi chia sẻ cho ai làm cái nghề nào cũng nó ăn. Cháu gì của chúng nó? Ok được bà. Rồi. Bây giờ đố ở đây nhau chứ. Mua được cái một khi nào thì được. Hai bữa khi nào thì sao? Được cũng thế nào rồi. Đến 18 điểm. Đến bây giờ mà được về tấm nguyên cái sư tận. Có đi mình cũng. Bên tấm bao gian cái gì cũng ngon quá. Đấy thì mỏ đấy thì nhiều như cháu mà mỏ lên như kia làm việc với cây trực phòng đó cũng ở trên đấy có nơi nhất là nó được các bạn cũng có nơi nhất. Ông ngồi một phút
nghe được mấy đứa. Ừ, tốt của này với cả con cháu được hiểu là trong họ đấy mấy năm nay mới phát triển được ít. Thì con ở trong kia nhiều chung con cháu được và mẫn thì sau này cũng còn điểm có đâu làm gì đã có mấy đâu. Yeah. Con nhiều thì cháu lớn rồi, bây giờ cháu hai. Con thằng Hưng là một thằng lớn cũng đố. Con thì Hưng là lớn. Là 4. Cùng với đều chung là 5. Cùng với con thì lớn. Bên này vẫn được nhiều hơn. Bên này thì tính ra chuẩn bị. Bên này thì rất nhiều khi là 2 một trai một gái, tiếp bên nhà cháu thứ ba là 5, cháu thứ hai số tiền do đặt đấy là tiêu chuẩn của nhà nước rồi, nên người thứ ba là 8, nhà hán một là 9, chẳng một là 10, minh 2 là 12, đấy, thế mình được nhiều chứ. Họ mình được nhiều chú được chung được 13 cái này phải lớn nữa, mình 12 là chắc là xin ngang rồi, xin ngang rồi đồng tiền mà mức có điểm cao thì mình sẽ thế còn coi những thế thì những người đâu cũng lại coi được ông từ phần lớp ba của bọn thạc sĩ xin thạc sĩ là gì là trả qua cho thì bây giờ đi công an trong tiệm sang Trung Quốc trong khi đèn thì đèn lên nhưng mà các bạn có đến rồi thạc sĩ các bạn không có mà đi học mà thi được ông nhỉ? Có những vợ thế thì có một cháu lớp ba sau tháng bạn con người thấy thế gì đấy thì tháng con xe vẫn phận ấm vẫn như để cho xe để vậy đi mua thuốc lào. Vâng, mua thuốc lào ạ. Đi mua tại đâu không biết. Cái này lại còn kén thuốc nào không hợp mồm, không hợp khẩu vị. Này cháu vẫn làm ở Hà Nội. Ở đây công trình cũng đã biết năm quân đấy là vừa được thu nhập nó vừa cao vừa ăn uống là do mình chủ động. Tôi làm những cái sáng tôi mang thức ăn đến, tôi làm được cái gì làm cho chúng ngồi chơi đến trưa. Nếu cứ xong cơm trưa xong rồi tôi về. Tôi ra đây thằng nó cứ bảo mày nó cứ ngủ đến trưa rồi chị. Thế này để bớt lại, lại hết một non nữa, còn nửa để tối còn uống rượu. Chưa mà cũng chỉ nhờ tối mua với mình nhắn. Chúng em uống rượu có cái qua ngày có cả nhưng mà chúng em uống vẫn không được thì có còn mấy con cháu thì ăn hay uống có mua một cháu thì tối một cháu dám một cháu nói uống tiền được mua ông thắng ông dám đấy cũng biết thật dám thế mình cũng mua thì nó giữ được đủ uống được thịt hóa tổng quân dám thế đến lúc mà đánh trang cũng thế là thằng buôn đầu như người thế mà thế sao các em không bỏ à không cháu là vì khó rồi và đây là mua cá nhân thì thế như hôm dỗ tổ đấy ông giảm mấy ông người đấy à nó mùng một đấy mùng một tháng tám thì tôi có điện rất là hai thứ đấy thế em phải giống nhá nếu mà giữa cái chỗ này cái số điện thoại rồi dưới những người không có ai không chịu tôi đầu gọi cho phần thằng cái anh ta là chúng ta và thêm chú gọi được cho tháng đầu đây là để chúng tôi gọi lại tháng rồi trước nay chú tổ chú về đâu mà về đến đâu rồi bạn anh đang về đến đường rồi ở đây
mà sao lại giống cụ họa như hệt cái đúc thế nhỉ? Đúng đúng cụ họa luôn. Khuôn mặt cũng xinh. Đúng ý gì cụ họa. Càng nhìn ngang càng giống. Cho người nhìn ông qua mà mưa lội thế mà các bà vẫn ngồi các bà ở ngõ ra đây là vui. Mai rét thì lại không ngồi được. Ông cũng ra để ngồi góp vui. Ngồi từ lúc 10 giờ là khỏe người. 10 giờ thì đúng giờ giấc. 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. Xong rồi dậy lại nào đến 5 giờ rồi. Dậy bây giờ sáng ra thời gian thì trước khi chung mì tô thì mình phải làm một cái mì phở làm một cái cà ốc. Cà ốc thì làm cho mình cũng luôn luôn cái cà nữa. Cái cà như thế. Ông không ăn sáng mà chịu được. Thì thằng ai đến tầm 9 giờ thì mình đổi. Nhưng mà cái lá bầu nó sống ngửi mùi thì thế không ăn ngon luôn. Nó mềm, nó mềm không ạ? Mềm là bí nó rác. Bí, bí nó cứng. Là bầu mình làm mướp non, ngon mà. Rồi như thế là được cấu. Lá mướp non, cái hoa mướp, ngon. Nấu canh chua. Để nó một tí. Thế là 9 người giờ ăn cấu. Còn nếu như chuẩn bị người giờ dần nó héo cho ăn nó còn rất mạnh, sao nó chuyển qua khi thì làm từ một cái đầu nằm cũng một kêu rồi một chuyện các bà ơi chỉ nằm đến trong phòng nó tụt phát thì tôi bị chạy thoát các bà ơi có một con là nó tụt các bà ngồi chỗ ba quân thì ông phải chạy loạn à. Có ông ngồi đấy thì làm sao có bà nói tục được. Chả lệ mà vuốt mặt chả lệ mũi. Chúng tôi là đối với cô đấy, Thank you.
gì cũng về về. Thì nó có mặt mà lấy cái gì? Tiền nè. À nhọc cái đứa cho người ta. À kìa. Thế nữa. Sơn La thì đi vòng dần vòng dần về trước Quảng Ninh. Cái xe đạp của mình đi mua chủ sẵn đúng rồi, đi xe đạp cuối Quảng Ninh kìa. Có theo đường vòng vòng về Quảng Ninh xong lại vòng về là đấy mình về Nam Định là về Nam Hà xong lại vòng lên Quảng Ninh mình lại vòng lên Hòa Bình đấy cái trò đấy. Cũng như mình nhớ như là mọi người ở trong viện mình chắc biết cái gì cả. Vừa nhà rồi mình đi lại rồi biết được. Chờ hết kiểu đi học thứ hai. Sáng khổ. Mọi người ở bất vả. Chị thấy trả thì là cái bố biết được nhiều người. Sáng mình bị bán xe. Hết cơn nọ đến cơn kia. Nên là nước mấy vợ. Còn một mâm này ông khỏe là hết. Mười mâm thì chín mâm. Mười à? Thế thế cô bảo là định làm mười mâm thì nhưng mà nhiều người báo cáo giúp nuôi thì tôi đã làm mười. Một thời gian tôi không uống rượu mà tự nhiên ra nó cứ ra như vậy. Thế nhưng mà cái việc bà thì nó sẽ trở lại với bình thường thế nào? Thì đang uống thì mình có phải có thể ngô chú mà ra được ra đâu? Ông uống từ từ, bọc từ từ. Ông bảo mà nhát ngay là sẽ thế. Bảo mà nhát thì uống như thế nào? Đây là cái bỏ thế rồi. Và mơ này nó đến hôm qua rồi. Đúng rồi, thằng Trương.